Cảm ơn Chúa là cha yêu thương và từ ái của chúng con. Cầu xin Chúa ban phước cho bạn công y. Cầu xin Chúa đuổi những cái linh bệnh tật ra khỏi cơ thể của bạn công y giờ này Chúa ơi. Cầu xin Chúa cho bạn công y được kinh nghiệm lời của Chúa. Cầu xin Chúa cho ban phước trên gia đình của bạn công y. Cầu xin Chúa cho bạn công y được Chúa thêm sức ngay giờ này Chúa ơi. Cầu xin Chúa, chúng con biết rằng Ngài là đấng toàn năng toàn tri, không gì là Ngài không làm được. Và xin Chúa đuổi dịch bệnh virus corona khỏi đất nước của chúng con. Và xin Chúa giảm những ca mắc COVID-19. Con hành chính và nguyện Chúa xin viết Amen.